Hello, xin các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại kênh channel tô màu của mình. Hôm nay mình sẽ dẫn các bạn tô màu bức tranh nhìn chân dung cô gái nha. Cùng bắt đầu tô màu với mình nhá. Cái tóc mình sẽ tô màu vàng. Những viên đá mình sẽ tô màu xanh ngọc. Mái tóc mình sẽ tô màu nâu, đây là tóc màu hồng. Nói về là mình đã tô màu xong bức tranh nhảy chân dung cô gái. Các bạn có thể tham khảo tông màu hôm nay mình tô màu nha. Video của mình đến đây là kết thúc.
Cảm ơn các bạn đã xem và lắng nghe. Hẹn gặp lại các bạn ở clip tiếp theo của mình. Đừng quên bấm like và đăng ký kênh ủng hộ cho mình nha. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở clip tiếp theo của mình.